Ủa, cái bàn hàng bán nước tự động nữa nè. Xin chào các bạn, mình là Phước Bé và hôm nay chúng ta chơi con game có tên là Suspicious Person Information, dịch tạm là kẻ khả nghi đi ha. Dịch tạm là kẻ khả nghi đi. Wow, đăng nhập game gì mà nhìn nghe như là vô Resident Evil ấy nha. Hoặc là Devil May Cry, hai giống thế. Ok, còn phải loát nữa hả? Phải cái đấy. Wow, để coi loát này bao lâu ha. Wow. Oh my. Mình tưởng là ok. Ok, tí nữa ăn cái này. Oh my god. Hết cả hồn. Tháng 10 ngày 14, ngày 13 thứ 6 ngày 13 hả? Hôm nay mình lại về rất là trễ. Từ. Lát vãi cái đái. Tí các bạn nha, lát vãi cái đái cho nên mình cần điều chỉnh lại một chút. Lát vãi cái đái luôn. Oh my god, này thì éo thấy gì luôn rồi. Lần này lát nhanh đấy. Ok, vô luôn rồi. Để coi lỡ lát không. Không, vẫn lát như thường. Vẫn lát vãi cái đái luôn. Oh my god, còn lát hơn cả hồi nãy nữa. Cái này là mức éo thấy gì luôn. Để coi nó còn lát nữa không. Nó lát nữa thì mình bỏ con mẹ nó tay luôn. Cái này là éo thấy được chữ nữa rồi. Ba, máy mình yếu vậy hả? Máy mình đâu phải yếu lắm đâu. Mấy mình cũng gọi là tương đối ok mà. Cũng chơi được Resident Evil mà. Nhìn xuống đường thì đỡ bị nè. Đúng như mình nghĩ là nhìn xuống đường nó đỡ lag nè hả. Hôm nay chúng mình về rất trễ. Khá là sợ, đáng sợ khi ở đây vào buổi tối, nơi mà cũng ít nhiều người qua lại. Thôi kệ, mình đi, mình nhìn đất này, mình nên về nhà sớm. Ok, mình nghĩ là mình nên nhìn xuống đất mà đi. Nhìn vậy đi nó lag lại lắm nè. Interact. À, cái này hả? Investigation. Dạo gần đây có cái nói rằng là có người lạ lẩn quẩn quanh đây, nếu như bạn thấy ai đó lạ thì hãy báo ngay với công an. Cái gì? Người lạ hả? Mình đã đi vào ngày hôm qua, nơi này vào ngày hôm qua. Nước bạn hay tự động nè. Ê, thanh niên đi chậm vài cái đấy. Đây là tốc độ của mình đấy các bạn. Mình không ship được, mình không chạy được, mình chỉ có thể đi bộ thôi. Oh my god. Ok, có cái mũi tên qua vậy mình qua. Mình không thể đi qua bởi vì là đang... What the fuck, ai ở bên kia vậy? Who are you? Mình cần phải đi vòng và đi qua đường bên kia. Nhưng mà thực bên kia là ai vậy? Các bạn có thấy không? Có ai đó đứng bên kia kìa. Nói chung là đường này đang bị hỏng nên mình phải đi qua đường bên kia để qua đường đó. Ok. Mình qua đường được không? Đèn xanh. Các bạn thấy có ai? Đó. Cái này nhìn rõ luôn nè. Giống như ông sư á, mục sư. À, mình phải giống này. Ok. Ủa, không có xe nào thì cứ qua đường thôi chứ có cái gì đâu. Anh nên tôn trọng luật pháp thế. Ok, chào ông sư. Sao mình nhìn thằng ổng rồi cảm thấy ổng xa hơn. Ô hai không. Ô cậu à, cảm thấy có một cái thứ gì đó trên người cậu rất là tà. Làm ơn hãy cẩn thận. Được rồi, tạm biệt nhé ông ơi. Con đi với ông được không ông ơi? Cái bà ổng là đã, chuyện gì mà xảy ra vậy? Ai biết, một ông sư nào đó tào lao, cái gì đó lạ. Cái này chắc mình kiểu đang trên đường về nhà hả? Gì vậy? Cái xe khốn nạn làm hết cả hồn. Ủa, cái bàn hàng bán nước tự động nữa nè. Cái bè fucking shit. Má ông là ai vậy? Sao ông chui được đó? Đi bạn ông chui được đó. Ông đang nhìn mình hả? Đồ. Ông là ai vậy? Yo. Đồ, má nhìn như macaron á. Sao ông chui được đó hay vậy? Rảnh nợ không? Ông nội này rảnh vãi.
Ai đợi đã, ai vừa ai vậy, ai vậy, ý nó nói ai vậy, ai biết nhìn. What the fuck, nó chạy rồi hả? Đáng sợ quá, mình nên đi về nhà. Như thằng đi nó chạy rồi. Ồ, nó chạy mất dép rồi. Thế đừng đừng dí mẹ nhá, mẹ mẹ không muốn có bo có mẹ không muốn bụng bự đâu. Mẹ không chống cự nhưng mà mẹ không muốn bụng bự đâu, sợ lắm, sợ lắm. Ở đây có xe đạp này, mượn xe đạp được không? Không mượn xe đạp được, xe đạp nhưng yếu dùng được. Cái gì trước mặt mình nè, giống cái bốt điện thoại, bốt điện thoại và gái 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 gái. Hello gái. Ồ, là Rachel. Cô ấy hôm nay làm việc quá giờ hả? Tăng ca đấy. Nó rất là đáng. Hôm nay hơi đáng sợ, mình nên đi cùng với cô ấy. Phải. Rico. Hello Rico. Gì vậy bà? Sao bà hét? Ôi, wow, bà chạy nhanh vậy cái đấy. Hả? Rico. Cái gì xảy ra vậy? Cô ấy dường như cảm thấy giật mình khi nhìn lại, nhưng mà đâu có gì sao rồi. Ồ, giờ mình phải quay đằng sau đúng không? Hay là kệ mẹ nó cứ đi thôi. Dạ, cứ đi thôi, kệ mẹ nó. Rico ơi, mình đang có cái gì đằng sau lưng mình đó, nhưng mà mình không muốn nhìn đâu. Quay lại. Ok, thì không có gì đằng sau mình thì cả ta. Mình tưởng có gì đằng sau mình chứ. Để coi, bé đang gọi điện cho ai. Ấy, mình đi không được nè. Có bức tường vô hình nè. Fucking. Ô má, vậy là hồi nãy đáng lẽ mình phải đi hù. Oh my god. Wow, đáng lẽ mình không nên ấy. Tại sao ông ta lại đi theo mình? Vậy là mình có thể lựa chọn là mình đi thẳng đúng không? Mình đủ đủ lắm rồi, mình muốn về nhà ngay bây giờ. Chạy, nút ship để chạy, ship để chạy, mau lên, nó dí đấy. Có nút chạy không? Đi có cái xe ô tô này. Điều tra, có gần như không có ai trong xe cả. Không ai trong xe cả mẹ nó. Wow, sợ nha, sợ teo nít rồi nha. Kẻ đang mình gọi công an được không? Mình nước gì mình có thể gọi công an. Rén. What the fuck hả? Chìa khóa kìa. Có gì đó đang rớt ở dưới. Đó là chìa khóa của Reiko. Có lẽ cô ấy đang bị rơi làm rớt khi cơ đang chạy về. Mình nghĩ Reiko, nhờ Reiko đang trước bên kia đường. Nhìn thấy chìa khóa của Reiko. Ok, chìa khóa nhà. Sao làm sao thanh niên đó biết đó là chìa khóa nhà của Reiko? How? Ở ngoài kia rớt một đống cái chìa khóa, làm sao mà chú biết đó là chìa khóa của Reiko được? How? Ảo thật đấy. Mẹ cha, nhà nó tí nữa là má, tí nữa là lên được lên bàn thờ ngắm con gà luôn á thiệt. Má cái đai thật. À, mình đi chậm vậy. Ở đây là tốc độ tối đa của mình rồi các bạn, 1 km trên 1 giờ. Ồ, hai, ai vậy? Reiko. Reiko, hello bé. Hello bé Reiko, Reiko. Hét nữa không? À! What the fuck gì? Ủa, what the hell? Reiko, sao bé lại lăn ra, bé ngất rồi? The hell man? Bé sao vậy? Dường như cô ấy đã bị ngất tỉnh. What the fuck, tại sao? Why? Tìm thấy mày rồi. Fuck. Mình cần phải chạy. Nhưng xin nó chạy. Oh my god, chạy về nhà. Mình có nên quay lại không? Nên quay lại hả? Oh my god, cái kiểu chạy gì vậy ông nội? Ông nội chạy cái kiểu gì vậy? Oh my god, ông chạy kiểu chạy bố lên. Chạy bố lên. Đến mày mà chạy hết nổi rồi. Hết thể lực rồi. Hết thể lực rồi. Mình hết thể lực, mình hết thể lực, có lại hình như mình ỉa đây. Thanh niên yếu đuối vãi nồi, chạy còn tí hết mẹ thể lực. Khi tôi tỉnh lại thì tôi thấy đây tôi đang nằm ở trong bệnh viện. Ok, theo như lời của y tá thì một người hàng xóm đã thấy tôi
Một người hàng xóm đang đi dạo thì thấy tôi và đã giúp tôi. Còn cái người đàn ông đi theo tôi thì đã được đưa lên cho cảnh sát. Cô ấy nói thế. Tôi cảm thấy nhẹ nhõm chạy qua người tôi. Tôi không thể giúp đỡ. Tôi không thể ngừng suy nghĩ chuyện gì sẽ xảy ra nếu như không ai tìm thấy tôi vào lúc đó. Nhưng mà bây giờ thì tôi có thể cảm thấy an tâm trong đầu óc và trở lại cuộc sống bình thường. Cái người đàn ông làm mặt đó thì sẽ bị gì đó sớm thôi. Báo ứng thì Ending A. Cái tên nó là bị bắt. Ủa giờ nó có nhiều ending hả? Để mình thử. Nếu cái này có nhiều ending thì để mình thử lại cái nào. Đi theo ông sư đó cũng có thể là một ending. Rồi các bạn chờ mình tí nha. Wow, nhưng mà phải thiệt, đúng, phải thiệt. Má, nó chạy như kiểu là oh my god, holy shit luôn á. Sợ vãi cái đái. Chạy như kiểu bật tính năng chạy từ ngày đầu. Ok. Giờ mình gọi ông sư ơi, ông sư đi với con đi ông sư. Sư ơi, đi với con đi mà, đừng bỏ con sư ơi. Đừng bỏ con, đi với con đi, con sợ mẹ vãi cái đồ luôn. Sư ơi, đừng bỏ con, có thằng điên kia nó muốn hấp diêm con, đừng. Thiệt luôn, ông không quan tâm mình chết hay cái gì luôn à. Sư ơi, sư, đừng bỏ con, no. Không ai muốn giúp một bé thanh niên cao to đen hôi như mình cả. Ngay cả bạn gái trong mơ của mình, Reiko, cũng không thể nào chịu nổi mình. Nếu đoạn này mình chạy thẳng qua rồi bị xe tông thì sao ta? Cũng có thể là một ending. Ôi, lo lắng cho Reiko nên là mình chạy qua, là băng qua đường là bị xe nó tông cái bùm. Không, nó đi xuyên người mình luôn. Mình có chìa khóa của Reiko mà giờ mình kệ Reiko, mình vô thẳng nhà được không ta? Giờ mình kệ Reiko mình đi luôn thì sao nhỉ? Mình đi không được, kẹt đây luôn rồi. Ông đột nhiên xuất hiện. Mình thấy cái phần dưới của ông hơi căng rồi nha. Mày rớt cái gì ở đây nè? Hồi nãy mình nghe cái keng cái gì ở đây nè. Đó là lý do mà mình rớt hả? Vậy mình có thể về nhà bằng cái đó hả? Ở đây nè. Đâu, nhà bị đây. Giờ là mình vô được cái nhà. Yeah. Má thằng nó ghê quá, nó vừa chạy vừa kêu. Ok, mẹ vô nhà rồi. Cái éo gì vừa xảy ra vậy? Tôi nhớ rằng cái tên nó là chairman, là chủ tịch hả? Nói chung là dân phố vậy, tổ dân phố gì á. Vậy là cái tên tổ dân phố đó là khả nghi à? Mình cần bình tĩnh lại và ở trong phòng. Đây là mình vô nhà, mẹ ở nhà mình như cái đống rác kìa. Đủ mở thật, nhà mình như đống rác vậy. Mình làm gì có ở dơ vậy? Mình ở dơ vậy. Để mở thân mình ở dơ vãi cái đái. Yo, ở dơ thế bé. Có cái gì đó trắng tiệm. Là mình là tấm gương phản chiếu đó. Ok. Để mở thân mình ở dơ. Mà ở dơ vãi cái nô. Nhưng mà cái bàn bị tính kìa. Có cái gì đây nè, hình như báo công an hả, cái gì? Ngày 27 tháng 8, cái ngày mà tôi đang đợi thì rất là đến gần rồi. Tôi là cuối cùng đặt tay lên cái áo bơi của trường hả? What the fuck? Oh my god, cái gì thế này? Oh my god, cái gì vậy? What the fuck, cái gì đây? Từ, cho mình hỏi cái từ đã. Thứ nhất là đây mình đang là trong vai nam hay nữ đây, bởi vì trong cái nhật ký này nó nói đến việc mà mình không biết nam hay nữ, nhưng mình không biết mình là bản thân mình là nam hay nữ trong cái nhân vật này. Mà trong những cái nhật ký này nó nói là thanh niên, là cái người này nè, đặt một cái bộ đồ bơi của trường mà ở bên Nhật đó. Các bạn biết đồ bơi trường bên Nhật là gì?
Nếu các bạn nào có anime sẽ biết đồ bơi của bên Nhật, bên trường bên Nhật nó sẽ như thế nào. Thanh niên này có một bộ đồ đó và thanh niên này cảm thấy sung sướng về điều đó. Nói chung là khá là biến thái đấy. Thanh niên này muốn mặc nó rồi đi mặc cái bộ đồ bơi đó và đi ở trên đường để cho mọi người nhìn thấy cái vẻ đẹp tuyệt vời của cái bộ đồ bơi đó. À, và nói chung là mình không biết mình là trai hay gái, nhưng mà nói chung là nó hơi biến thái. Ừ, thanh niên này muốn mặc rồi khoe với mọi người là như thế. Thanh niên này chắc là nam rồi đó. Rồi cái bộ đồ bơi đó thì mua được cover luôn, đẹp tuyệt vời. Oh my god, mình đã cho mọi người biết được cái vẻ đẹp này. Mình hiểu rồi. À, mình là cái thằng cha béo mập được đó. Oh my god, từ từ. Mình muốn thử lại nữa, lần này là phải full HD. Lần này mình phải full HD bởi vì hồi nãy mình chưa có full HD. Mình phải hoàn thành trong full HD luôn nhé. Oh my god. Nãy giờ mình đang nghi là hay là mình là thằng cha mập đó. Mình đang nghĩ trong đầu là mình là cái thằng cha mập đó phải không? Cái thằng cha mập đó chính là lý do Reiko sợ mình. Reiko sợ mình là bởi vì mình chính là thằng cha mập đó. Oh wow. Còn cái lúc mà Reiko ngất xỉu là do mình mặc cái bộ đồ bơi đó nhìn phát khiếp quá nên là Reiko đã bất tỉnh. Còn cái ông nhà sư đó, ông nhìn mình, nói chung là ông cũng phải là tịnh tâm lắm ông mới nói được là thí chủ cẩn thận đấy, trên người thí chủ có cái gì đó không được sạch sẽ cho lắm. ông nhà sư của ông phải bình tâm lắm, ông phải nhịn lắm luôn á, chứ không là ông phải tát cho thằng mập này mấy cái rồi. Con biết rồi, từ lại nha, các bạn chờ mình một xíu ha, mình sẽ đến lại nữa. Hy vọng là mình sẽ nhìn thấy cái cảnh tượng đẹp tuyệt vời trên tấm gương đó, má ơi. Wow, mình không thể tưởng tượng được mình là một ông chú già biến thái mặc đồ bơi của phụ nữ và đi khắp phố phường. Wow. Đó là đây cũng là một lý do là mình biết tại sao đó là cái chìa khóa của Reiko. Đó là lý do tại sao mình biết đó là chìa khóa của Reiko, bởi vì mình là một thằng biến thái. Lý do đó là nên mình lúc đầu mình thắc mắc, ủa làm sao mà thằng này thanh niên này biết đó là chìa khóa của Reiko được? Là mình đã nghi rồi. Mình cần phải đọc cho kỹ này nè. Rồi xong, ok. Rồi bây giờ các bạn chuẩn bị nè. Các bạn chuẩn bị tinh thần. Con mắt của tôi. Oh my god, con mắt của tôi. Trời ơi, đuôi con mắt tôi rồi. Holy shit. Wow. Ok, các bạn hiểu là gì nữa? Chắc đến giờ các bạn chơi tới giờ là các bạn hiểu vấn đề gì xảy ra đây rồi chứ. Được rồi, đây là con game kẻ đáng nghi, kẻ khả nghi đi. Mình không khuyên các bạn chơi game này đâu, nhưng mình vẫn để đường link ở dưới. Nếu các bạn muốn chơi game, các bạn muốn thử con game này một mình thì mình sẽ để đường link để cho các bạn có thể tải về mà chơi hen. Rồi, và mình thực bèo ao, hôm nay chắc mình không ngủ được rồi. À, cái hình ảnh nó sẽ chiếm cái tâm trí mình suốt quãng đời còn lại. Ok, cảm ơn các bạn, xin được chúc bé và like và share. Nếu các bạn hay like share video này, sẽ gặp các bạn video sau sớm thôi. Cần phải đi rửa mắt hoặc là uống mấy lon bia để cho quên đi cái việc này mà khiếp phải cả đái.